Hi everyone, mến chào các bạn. Kelly phải làm cái video này gấp để mà chia sẻ với các bạn. Tại vì Kelly có ít nhất cũng khoảng trên dưới 7-8 anh chị đã message Kelly. So everyone, just to warn you that I have to do this video right away because I've been getting for the past couple of weeks at least 8 friends from my Facebook messaging me that they have received weird messages from me, like texting them, and they don't feel that it's me, which is good because you all who are friends with me should know how I am by now. So I have my latest one right now was Jikyu, and even Jikyu in Vietnam, she messaged me and saying that there's some hacker or someone who have nothing better to do with their life decided to hack my Facebook and messaging friends that are on my Facebook. So guys, just be careful. I'm live streaming right now warning you guys. I don't know if you guys are able to watch me. If you are able to, please text something to let me know that you are able to see this, because I don't want you guys to get, you know, messages from me asking weird things, talking weird things, doing weird, awful things, thinking that's me, and it's not me. So those of you who know me, you know that I would not text you to borrow any money, talk about any sexual stuff, never anything related other than charity, community, peace and love, okay? And probably làm điều stuff like hair, makeup. So those are most of what goes on with my friends on Facebook. Anything other than that, if someone messaged you pretending to be my account, asking to borrow money, asking, you know, weird stuff and talking like sexual stuff or just bad stuff, just be very careful that you either tell them to like F off or, you know, get a life, or just ignore them, okay? I only have one account that I use for my Facebook, which is this one, okay? So this is me. Probably they'll fake an account that look like this, but you know what, if you are friends with me before, go back to our text message and, you know, like, you know how I am. So I just want to tell everyone, please be careful of these hackers, and you know what, it could happen to you. So I have people adding friends. Okay, so this probably happened to you, but I'm just letting you know. So far, this has been happening on Facebook, and it may be a person, it may be artificial intelligence, it can be whatever. So whoever is on social media, you could be one of them. They can hack into your Facebook, they can, you know, fake to be your friend, and it can be you, okay? So right now it's happening to me because I'm getting a few friends from Facebook letting me know that someone pretending to be me, messaging them and doing weird things. So I need to drink bubble tea to calm down because this is very upsetting everyone. I'm just kidding, it's not upsetting. A Facebook account is not the end of the world, okay? If someone hacked my Facebook, I can always create another one. That is my true self. So aside from my Facebook, I have TikTok, I have Instagram, I have YouTube. You guys can follow me on there, so you guys don't have to worry. So if someone hacked into my Facebook, I only care that you guys don't get fooled. You guys don't get, you know, something fake, you know, happening to you, pretending to be me. That's all I care about. But if someone wanna hack my Facebook and, you know, pretend to be me, well, go ahead. If you can pretend to be me to spread the awareness against human trafficking and child sex slavery, if you wanna pretend to be me to do community work
help out the poor, help out the children, volunteer your time and money for the community, I'm happy for you to fake me, okay? So, I just thought I'd do, it's just hilarious, guys. Like, you know, if this is an AI that is doing these fake accounts and, you know, these bad things, then you know what, whatever. But if it is some living person who is doing this, I just feel bad for you. Like, get a life, you know, go do something meaningful with your life, you know, help your community, volunteer, do something to make your life more meaningful. Don't go hack people's account and don't go add or don't go and create fake account like this. Like, I get up to today, okay, up to today, I have about, I don't know, at least 1,085 friend ads, and majority of them are fake accounts, okay? And how do you know it's a fake account? If anyone want to know how you can identify a fake account, let me know, leave a comment, I'll do a separate video on that. But có những người thật thật rảnh rỗi, không có gì làm, đi hack Facebook người ta cũng có. Và có những trường hợp, có những AI nó làm cũng có. Nhưng mà dù cho bất cứ lý do gì đó mà người ta có để mà hack account của các bạn, hoặc là rảnh rỗi quá làm những cái fake account này để add friend các bạn, rồi khi mà họ add friend các bạn, they will know your friend list, they will start messaging your friend list, and your friend will reply to them because they see as a status mutual friend. So honestly guys, be safe when you are on the internet and Facebook. Be careful who you add as friend. Like, I have over 1,000 fake friends that add me as friend and I don't even bother like looking, you know, and I don't even bother getting mad because you know what? People are just sad with their life, you know, and I feel bad for them. You know, I'm happy with my life. I have a wonderful community. I do wonderful things with the people around me. My life is good. My life is happy. So I don't have time to go and make fake account, hack people's account, cause drama, cause tayfei, cause war, you know, cause hatred among each other. Like, I don't have time for that. But there are people out there who have nothing to do. And như các bạn thấy nè, những cái này là những cái fake account mà add friend. Và các bạn chắc cũng trường hợp như Kelly, cũng bị như Kelly, cũng bị mấy cái này. Cho nên, honestly, you know, Kelly không có bother để mà trả lời và cũng không bother để mà nói chuyện nữa. Tại vì mình không biết cái đối diện của mình nói chuyện là người thật hay là người AI hay fake nữa. Nhưng mà Kelly chỉ biết rằng là cả mấy tuần nay Kelly cũng có post, nhưng mà chắc các bạn cũng không có để ý hoặc là không có đọc. Nhưng mà hôm nay lại chị Kiều báo cho Kelly biết, mà chị Kiều đang ở Việt Nam á, là có người fake account của Kelly đi nhắn tin cho anh nào đó. Thì thường thường mấy người mà làm mấy cái việc này đâu phải là những người mà nói lời hay tiếng đẹp, hay là những người mà đi giúp là tiếng nói cho chống tệ nạn buôn người, hay là lạm dụng tình dục trẻ em, hay là đi kêu gọi cứu khổ cứu nạn đâu. Toàn là những người làm những cái việc mà gây mâu thuẫn, lừa gạt tiền bạc, hay là làm thị phi drama để mà khiến cho những người đang bình an cảm thấy bực tức. Cho nên Kelly chỉ muốn warning các bạn là đừng bực tức về những cái này. Nếu mà các bạn có nhận được những cái tin nhắn gì của Kelly á, thì các bạn hãy coi lại là cái tin nhắn đó, cách nói chuyện nó có phải là người mà các bạn quen trực tiếp là Kelly không nhé. Và nếu mà không phải, không, thà lầm chứ đừng có dễ bị gạt. Nếu mà các bạn không biết hay là các bạn không phân biệt được thì cứ block, delete đi. Sau này mình có gặp nhau ở ngoài đời, mình làm bạn với nhau lại vẫn được. Hoặc là sau này các bạn muốn add Kelly lại làm friend cũng được.
Nhưng mà nếu các bạn nhận được những cái ad friend, nhắn tin, nói chuyện vớ vẩn, thị phi drama hay là xin tiền hay là bất cứ cái gì đó mà không giống như một người mà Kelly, mà các bạn biết là Kelly từ hồi nào tới giờ, thì các bạn hãy kêu nhắn tin cái người đó, you know, F off, go do something with your life, hay là you know what, like it's a waste of time. So that's what I want to say today. And also, các bạn cũng be careful. I think you guys should do a live video like this and let your friends and family know. If you are on Facebook, I think this is a very important live video that you should do, like I'm doing right now, so you can let people around you know that there are hackers out there and your profile or your account may be one of them. Hello, chị. Okay, chị Mary, I like your glasses. Cảm ơn chị. Em làm cái glass này ở Việt Nam. Actually, em mua cái kính này á ở một cái tiệm Hàn Quốc ở đường Young and Shepherd, sát bên cái tiệm mà mua bubble tea. Em mua này cái frame em thích, nó rất là rẻ và nó nhẹ, cho nên em mua cái frame và xong rồi em chuyến đi vừa rồi em về Việt Nam á, em đi cái tiệm để mà họ làm cái chồng kính, cho nên mình năm nay I can feel it's getting old, cho nên mắt rung tai mờ, cho nên bây giờ phải đeo kính. Nhưng mà hôm nay đeo cái kính livestream với các bạn mới thấy rằng cái kính này actually very nice. Ở Việt Nam làm đang ngồi ở trước cái đèn nè mà không thấy nó bị reflect nhiều như những cái kính khác, cho nên cảm ơn chị Mary khen cái kính. Hồi nãy giờ em tự ti đeo kính lắm tại vì nhìn nó xấu, nhưng mà không đeo thì cứ cố chăm chăm nhìn cái phone á thì riết cái mắt mình nó bị yếu, cho nên già thì phải chấp nhận già. Cho nên these are my new glasses. Chị Dung. Not only they can fake account but they can even clone your voice. Oh dear. A few people I know got scammed from getting called. Okay. Cảm ơn chị Kim đã be a voice cho biết các bạn ngoài account ha. Bây giờ hệ thống có thể vừa giả cái giọng căng thẳng hồi hộp và phải uống bubble tea cho nó hạ quả. Như chị Dung mới cho biết là bây giờ cái technology á nó smart tới nỗi mà nó không phải chỉ là fake account của mình mà nó còn giả giọng của mình nữa. Cho nên Kelly xin trân trọng nghiêm túc thông báo và chia sẻ với quý cụ ông bà và anh chị em mà có friend với Kelly ở trên Facebook ha. Những anh chị thương cũng được, cũng có, mà những anh chị các bạn không ưa cũng có. Tất cả mọi người dù ưa hay không ưa thì cũng xin nghe Kelly trân trọng nói rằng là các bạn xài social media, các bạn hãy cẩn thận nhé. Kelly lên social media từ ngày đầu mà Kelly chia sẻ hơn mười mấy năm nay không ngoài mục đích chỉ là muốn dùng cái hệ thống technology để mà Kelly đạt mục đích của Kelly, đó là tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em trên mọi hình thức. Cho nên Kelly làm video rồi làm điệu rồi làm tất cả hát hò này nọ hay là post này cái kia chỉ là muốn có một cái active account để mà Kelly làm mục đích mission của Kelly thôi. Còn ngoài ra không có cái gì khác. Cho nên nếu mà các bạn có nghe giọng của Kelly, nhận tin nhắn của Kelly mà xin mượn tiền nhờ các bạn hay quý anh chị làm cái này làm cái kia, mà bình thường cả chục năm nay Kelly không bao giờ hỏi mà không bao giờ mà nhờ, thì các bạn hãy cẩn thận nha. The only thing mà tất cả các friends know that I will ask you is the only time I ask you is to help volunteer for the community. Okay, that's the only time I contact you. That's the only time, you know, most of my messaging is about is that I call upon people to come together, you know, for any organization,
for any important cause to help build our society, our community, our environment, our people better. So nếu mà các bạn nhận được những cái thông tin giọng nói, tin nhắn của Kelly mà về cái vấn đề đó đó thì có thể là Kelly, ok? Và Kelly nghĩ rằng AI hay là hacker sẽ không bao giờ mà nhắn tin các bạn để mời gọi các bạn đi bán bong bóng hay là bán phở hay là đi làm thiện nguyện cả ngày để mà chống tệ nạn buôn người đâu. Cho nên nếu mà các bạn nhận được những cái thông tin đó thì có thể là Kelly ha. Nhưng mà dù cho Kelly đi nữa, có thể phone Kelly 416-602-5311 để mà verify. 416-602-5311. Nếu mà các bạn muốn chắc ăn thì các bạn cứ text Kelly hoặc là phone Kelly. Rogers Communication mà Kelly xài cái công ty mà phone á thì tương đối là an toàn, cho nên ai mà không dễ thương thì Kelly cứ block chứ không sao hết, nó không, nó khác với Facebook. Cho nên Kelly cũng không ngại đưa cái phone number cho các cho công khai như vậy nữa. Nhưng mà các bạn hãy cẩn thận, tại vì Kelly được vài anh chị cho biết là mấy tuần nay những người bạn friend của Kelly cứ bị người ta đi vào nhắn tin rồi nói chuyện vớ vẩn hay là này nọ, thì các bạn hãy cẩn thận nha. Và thậm chí các anh chị và các bạn cũng nên làm một cái video giống như Kelly đang làm để nói cho những người thân gia đình mình biết là nếu có một ngày nào đó cái account của tôi bị hack. Đương nhiên khi mình bị hack thì mình đâu có biết, đúng không? Chỉ có người quen mình mới báo cho mình biết. Thì Kelly rất là cảm ơn tất cả anh chị em đã nhắn tin cho Kelly biết là cái account của Kelly đã bị người khác fake. Giọng nói thì em chưa nghe friends báo chị Kim, nhưng mà họ có cho Kelly biết rằng là họ có nhận được cái tin nhắn của một cái account nào đó giống như Kelly mà nói chuyện gì ngộ ngộ lắm, cho nên họ quan tâm, cho nên họ nhắn tin cho Kelly. Kelly thật nha, account thật, là Kelly nhận được là báo cho Kelly biết. Cho nên Kelly bị cũng 7-8 anh chị em báo rồi. Cho nên nếu mà các bạn nào chưa bị thì nếu có bị cũng cẩn thận, mà nếu bị rồi thì Kelly cũng nói cho biết trước là không phải là Kelly. Và các bạn cũng nên làm một cái video livestream như thế này để cho người thân của mình biết là nếu mà họ có bị hacker lừa gạt thì họ nên cẩn thận và họ nên liên lạc trực tiếp mình để mà xác nhận coi có phải là mình hay không. Mỗi lần căng thẳng thần kinh đó các bạn, hài não á, uống bao bùi thiên nó giúp lắm. Chất đường. Cho nên bây giờ như chị Kim nói là bây giờ hackers, fake account, AI cũng có những người thật mà cũng đi làm hacker nữa, tại vì cuộc đời họ không còn gì khác vui để làm, cũng có thể phá mình. Cho nên các bạn hãy rất là cẩn thận nha. Đây Kelly có nhận được chị Kiều đó, họ cũng dùng cái account này của Kelly luôn đó. Rồi chị Kiều báo: Hi, and someone is using your account to account Sunny. So if Sunny, you're watching this video, just so you know, I didn't, whatever was said or whatever was sent to you was not me. So just be careful, okay? So I thought I need to let you guys know that my account have been compromised, and I have some friends telling me that the account has been hacked and someone has been messaging them. And they were very nice to, you know, verify by contacting me. So I don't want you guys to be fooled. I don't want you guys want to be scammed by these hackers or even real people. You know, I'm not mad at these hackers or these real people who are trying to fake to be me. I wish they could be me so that there's more of me. So
they can help me, because I need a lot more volunteers to help with better futures for kids. I need a lot of more advocates against human trafficking and child exploitation. So if anyone wants to pretend to be me, you know what? And if you can pretend to be me and do the things that I do, I'm even more happy, because I need extra helping hands. But you know what? Don't go and, you know, fake people and try to cause trouble. You know what? I pray for you. Like, God help you. God bring peace, and God, you know, like, shine the light into you so that you can do more meaningful with your time. I just did a live stream video before this one, sharing that, you know, the best gift that you can give anyone in this world, especially those that you love, is your time. Okay, time is valuable. You know what? You're not gonna live on this life and this earth forever. You know, you're gonna die when you don't even know. You know, live today as if it was tomorrow. Like, live today as if you were gonna die tomorrow. Don't waste it on doing meaningless things like hacking people's account and, you know, trying to like fake account and do bad things. Like, you know, everyone have a specialty. Everyone God give an ability to do great things. Find that great things within yourself and do good things, okay? And you know what? If you are someone who's hacking me or hating me or anti-fan, you know what? I have nothing against you. I'm not mad at you. I just feel sorry for you, okay? So, you know what? If you have nothing meaningful in your life and you're sad, let's be friends. You know, come do charity events with me. Like, I just did 2 charity events this past Saturday. You know, we went to an event to celebrate International Women's Day. You know, we meet people, we inspire people, we feel good, you know, we are happy. You know what? Surround yourself by people like that. And like I said, even if you are someone who's hacking me, and if whoever's hacking me is watching this video that I'm raising awareness that you're hacking me, I just want to say I'm not mad at you. If you happen to hack me, if you happen to be my anti-fans, if you happen to hate me, well, I'm sorry you feel that way, because there's nothing I can do to help you. You know, I just hope God bring peace into your heart. So, you know what? Life is too short to hate me. Life is too short to even bother caring about me. You know what? Life is too short. Why don't you just be friends with me and we can do charity work together? We can help our community better. You know, we can do things for unfortunate children. So, anyway, I just want to say, all the hackers out there, all the anti-fans out there, all the people who hate me out there, you know what? I'm broke as can be. I have no money, or not spare one. All my money goes to better futures for kids and paying for my rent. So, you know what? If you're gonna fake my account to make money off of me or the people around me, the people around me who truly know me, they know who I am. So, you know what? You might as well spend your time on someone who can bring you more benefit, because I'm not one of them. So anyway, I wish you peace, Mr. Hacker, and all the anti-fans and all the haters out there. I wish you peace. I pray for God to be with you. So anyway, short video compared to my hour video live stream this afternoon. So just warning everyone, stay peace, be happy, and just be careful out there. If you're using the social media, the internet, just please be careful. I am on Instagram, TikTok, and YouTube. My name is also Kelly Humble. So if someone's hacking my Facebook account, you can make friends with me on the other channels, okay? So, I just wanna, you know, do this video to let you know, because I don't want you to be fooled and, you know, be little gap. Anyway, wish everyone a happy, safe evening. God bless you, and be careful. Bye, everyone. I'm gonna finish my bubble tea. Đây các bạn.
Kelly đang có món xoài xoài sấy muối ớt. Cái này rất là ngon nha các bạn. Kelly còn vài bọc. Sẵn đây Kelly quảng cáo luôn. Kelly đi mission trip Better Future for Kids 3-4 tuần trước. Thì bây giờ về là săn tay, tập trung để mà gây quỹ để giúp cho những nơi mà Kelly có dịp đi thăm vài tuần trước ở Việt Nam. Thì Kelly có bán những cái đồ ăn vặt ha. Cái này là package đàng hoàng, mua từ tiệm làm ở Việt Nam. Kelly ăn rồi. Ăn 2 bọc rưỡi rồi, chưa chết cho nên an toàn các bạn. Những gì mà Kelly có bán á, Kelly cũng ăn trước. Nếu có chết thì Kelly chết trước chứ không không có hại tới ai khác đâu. Nói giỡn rồi chứ. Cái này là những cái món ăn vặt rất là ngon mà em Kelly có đem về. Thì Kelly có còn một mớ bọc xoài này để bán. Có hồng hồng khô nữa các bạn. Các bạn nào mà chưa ăn hồng khô, hồng Đà Lạt nha, sấy khô, không có quá chất, và ăn vô mà uống trà là rất là ngon các bạn. Cho nên Kelly còn hồng và xoài sấy muối ớt. Và đặc biệt cái xoài này á, họ 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 squeeze out những cái air, cho nên cái ướp nó còn rất là fresh. Cái này giống như là người ta ướp với muối ớt, cho nên ăn vừa chua vừa cay vừa mặn, rất rất ngon. Cho nên Kelly đang bán cái này để mà gây quỹ cho Better Future for Kids. Thì số tiền mà bán được là đi vào giúp bé đến trường. Thì vừa rồi có mua những chiếc xe đạp cho những em ở vùng sâu vùng xa có điều kiện để đạp đến trường. Cho nên tất cả những số tiền mà Kelly bán từ những đồ ăn vặt này á sẽ giúp cho giúp bé đến trường. Cho nên các bạn nào mà có thèm thì xin mua ủng hộ. Và những cái hình ảnh kết quả và tiền đi về đâu hay là giúp cho ai thì Kelly sẽ post sau khi mà Kelly gửi về Việt Nam qua hội Better Future for Kids. Cho nên các bạn nào mà có thèm ăn muốn mua ủng hộ thì nhắn tin cho Kelly. Còn các bạn nào mà không thèm ăn mà cũng muốn ủng hộ thì Kelly có thể Kelly có thể nhờ hội Better Future for Kids issue tax receipt là giấy khai thuế. Tại vì hội Better Future for Kids là Registered Charitable Organization of Canada, cho nên có chính phủ có số khai thuế á. Cho nên những bạn nào mà donate đều có thể nhận được cái tax receipt, tại vì mùa này là mùa thuế. Nhưng mà các bạn phải đợi 1 năm sau mới mới dùng được. Cho nên vì thế các bạn mua ủng hộ, Kelly cảm ơn. Các bạn không thèm không ăn mà vẫn muốn ủng hộ thì có thể donate và có thể nhận được tax receipt. Thì đó ha, sẵn tiện Kelly quảng cáo bán đồ ăn vặt luôn. Rồi, xin chào các bạn. Mấy hôm nay Kelly có nghe bên ban tổ chức của Taste of Việt Nam cho biết rằng là năm nay tạ ơn Chúa là có nhiều vendor đăng ký, mới có chưa tháng tư thôi là có nhiều vendor đăng ký, cho nên năm nay chủ đề là Wedding Festival chầu cao. Sự kiện của Taste Việt Nam diễn ra 3 ngày. Các bạn cứ tưởng tượng một cái festival, một cái lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam với chủ đề vu quy, là đám cưới, đám hỏi. Rồi tưởng tượng các bạn đi một cái đám cưới như thế nào. Thì bây giờ cái festival của Taste Việt Nam nó cũng như vậy mà nó bự hơn nhiều. Và cái điều mà Kelly thấy mắc cười á là năm nay, mấy năm trước khi mà làm Taste Việt Nam ha, thì khi mà ngày sự kiện á, Kelly thấy có cô dâu chú rể, thì Kelly cứ ủa tại sao mà người ta đi tới lễ hội văn hóa ẩm thực ăn uống mà người ta mặc áo cưới và chú rể mặc áo chú rể. Thì Kelly quên
chợt nhớ lại là cái chỗ mà mình làm là ngay cái tòa thị chính của thành phố Toronto. Có nghĩa là những ai mà đám cưới á, đi ký tên, ký giấy với chính phủ thì phải tới ngay cái chỗ mà lễ hội của chúng ta diễn ra là ngay tòa thị chính của thành phố Toronto. Cho nên mấy năm trước khi mà Kelly chạy vòng vòng trong cái ngày sự kiện á, của Taste of Việt Nam thì cứ thấy cô dâu chú rể mặc đồ cô dâu chú rể đi vòng vòng thì rất là buồn cười. Nhưng mà năm nay thì lại đúng chủ đề luôn các bạn, là tại vì ngay cái chỗ mà Taste ở Việt Nam, lễ hội văn hóa và ẩm thực diễn ra là ngay trước tòa thị chính của thành phố Toronto, là ngay trung tâm thành phố luôn. Cho nên năm nay chủ đề vu quy đám cưới thì ban tổ chức đang lên những cái tiết mục rất là đặc biệt, trong đó có tiết mục tìm bạn bốn phương nha Kelly. Cái này thì tới tháng 4 ban tổ chức họ mới tung ra, nhưng mà chia sẻ với các bạn là năm nay có tiết mục tìm bạn bốn phương là tại vì chủ đề vu quy mà. Thì ai cô đơn tìm bạn, muốn tìm bạn, kiếm người yêu thì có thể tham gia cái tiết mục cái chương trình tìm bạn bốn phương của Thế giới Việt Nam. Thì nói sơ sơ cho các bạn thì sẽ có một cái hệ thống ha, các bạn giống như là các bạn sign up cho Facebook hay là các bạn sign up cho Instagram, thì cái hệ thống này nó là hệ thống dating app mà specifically cho Taste of Việt Nam. Thì các bạn vô đó các bạn sẽ đăng ký Kelly Hồng Lê, tuổi 41, ở thành phố Toronto, thích cuốn, thích bán bong bóng, bán phở, làm thiện nguyện, gây quỹ chống tai nạn buôn người, ví dụ vậy. Đang tìm đối tượng cái gì gì đó, tuổi gì gì đó. Thì khi mà mình có cái profile của mình rồi thì bao nhiêu bạn khác mà độc thân muốn tìm bạn bốn phương cũng như thế, thì cái hệ thống này nó sẽ match những người có cái cùng cái sở thích với nhau. Thì các bạn sẽ được cái trò chơi của cái chương trình trong cái tiết mục trong cái Taste of Việt Nam, đó là các bạn có thể nói chuyện nhưng mà không được gặp mặt nha, có thể text, có thể stalking hay là xem hình ảnh của cái người đối phương bạn của mình nhưng mà không được gặp mặt trực tiếp, nghĩa là không có như thế này, tại vì muốn tạo cho một cái sự surprise mà. Thì các bạn có thể liên lạc với nhau, nói chuyện chắc qua chắc lại, giống như là get to know each other. Rồi xong rồi tới cái sự kiện Taste of Việt Nam 3 ngày 25, 26, 27 tháng 8. Lúc đó thì hai người mới được gặp nhau trực tiếp. Và khi hai người gặp nhau trực tiếp thì ban tổ chức sẽ bày những cái sinh hoạt cho hai người làm cùng với nhau. Và sau khi ngày thứ 3 mà hai người có thể làm với nhau, làm việc với nhau trong cái sự kiện mà có thể vẫn còn muốn đi đến xa thì sẽ được phần thưởng đó. Cho nên đó là cái mà Kelly biết so far, thì nó gọi là cái chương trình, cái một cái phần trong cái Taste Việt Nam chủ đề Wedding Festival Vu Quy năm nay là có tiết mục tìm bạn bốn phương. Cho nên hy vọng rằng năm nay nếu mà Taste Việt Nam có thể kết nối duyên tình cho vài cặp thì Kelly nghĩ chắc vui lắm. Và cũng tiện hơn nữa là nếu mà hai người đến với nhau mà thấy ngày thứ ba vẫn còn yêu nhau say đắm, thương nhau thì muốn cưới nhau, thì đi vô cái cửa của cái tòa thị chính sát bên cạnh, trước mặt cái lễ hội Taste Việt Nam, rồi làm giấy tờ kết hôn luôn cũng được nữa. Cho nên Kelly thấy hôm nay năm nay sẽ có một cái vui là chủ đề vu quy, ai cũng muốn tham gia game chơi tìm bạn bốn phương của Taste Việt Nam có thể tham gia, và nếu mà muốn cưới nhau luôn thì ngay tại đó luôn, đi vô tòa thị chính ký tên đám cưới rồi xong rồi đi ra ngoài lễ hội Taste Việt Nam để cho mọi người cùng ăn mừng, celebrate cùng các bạn luôn. Thì Kelly thấy dễ thương gì đâu á. Cho nên
bật mí cho các người nào mà đời tôi cô đơn đó, thì có thể tới tháng 4 này ban tổ chức sẽ ra cái chương trình. Thì nếu mà các bạn nào mà cô đơn không có người yêu, hoặc là biết ai đó cô đơn và không có người yêu và muốn giúp cho họ tìm được tình yêu, thì các bạn hãy follow cái trang Facebook của Taste of Vietnam Toronto. Duy nhất có một cái Facebook page đó thôi nên các bạn nhé, hoặc là website của tasteofvietnam.org. Tại vì có năm trước cũng đã bị fake account hacker, cũng ai đó cũng làm fake account của Taste of Vietnam một lần rồi, cho nên bây giờ mà họ có làm hack và fake account riêng Kelly cũng không thấy làm lạ đó. Thì các bạn muốn biết thêm thông tin thì follow Taste of Vietnam Festival. Cho nên năm nay sẽ có nhiều niềm vui lắm các bạn. Và Kelly mong rằng mỗi người, từng người chúng ta ai cũng có một cái niềm vui và tình yêu thương. Tại vì khi mà trong lòng một người có tình yêu thương và hạnh phúc á, họ sẽ giúp ích cho cộng đồng, giúp ích cho xã hội. Họ sẽ làm những cái việc tốt đẹp cho tha nhân, chứ họ không có thời gian rảnh rỗi mà đi nói hành nói tỏi, đi tạo drama, rồi đi tạo chiến tranh, hay là đi hack account người khác, hay là đi làm những cái việc mà mất thời gian đâu, mà mất thời gian không có hữu ích cho tha nhân và nhân loại. Thì hy vọng rằng Thế giới Việt Nam năm nay có sự đồng hành của tất cả mọi người. Như Kelly luôn chia sẻ là cái công việc này không phải là của một cá nhân nào hết các bạn, và cũng không phải riêng một cái tổ chức nào. Nó đương nhiên phải có một cái tổ chức, một cái người nào đó phải đứng mũi chịu sào và ký giấy tờ với chính phủ và phải làm thủ tục, thì đương nhiên rồi, thì phải có một cái ban tổ chức. Nhưng mà có một ban tổ chức làm không nghĩa đó là thuộc về ban tổ chức đó. Nhưng mà khi đã làm cái gì đó cho cộng đồng, cho dân tộc, cho đồng bào rồi, thì nó là cái chung của mọi người. Và cái kết quả sau này nó mang lại, nó cũng mang lại cho thế hệ sau, nó mang lại cho cái chung, chứ nó không mang cho cái người cá nhân hay một cái tổ chức cá nhân. Là tại vì những người đó cũng sẽ chết ngắt, đâu có phải sống kiếp này đời này qua đời nọ đâu. Cho nên Kelly luôn chia sẻ rằng là đừng bao giờ mình nghĩ rằng là cái này của người khác, hay cái này tôi làm vì khi người khác, tôi làm cho người khác nổi, tôi làm bỏ công của tôi mà người khác hưởng. Không phải. Mình cứ nghĩ đơn giản là khi mà mình làm cái gì đó về văn hóa, về dân tộc, về tinh thần của người đồng bào của mình, là mình mang một cái hình ảnh chung, và mình mang cái tinh thần con rồng cháu tiên, chúng ta mang cái tự hào, hào khí Việt Nam của chúng ta đến chia sẻ cho tất cả cộng đồng đa sắc tộc khác. Và đó là cái niềm tự hào các bạn. Giống như là các bạn có con học giỏi, con ngoan hiền, các bạn đi đâu cũng muốn khoe với người ta. Thì Kelly và các anh chị em trong ban tổ chức và các bạn thiện nguyện viên của Taste Việt Nam, của Taste of Southeast Asia, của Hội Áo Dài Canada, của Hội Better Future for Kids, tất cả mọi người đều mang một cái niềm tự hào dân tộc Việt, và muốn cùng chung tay xây dựng cái hình ảnh dân tộc và cái văn hóa Việt Nam đến với các bạn trên thế giới. Đó, giống như bây giờ giới trẻ con cái mình cứ ba hồi Hàn Quốc, ba hồi Nhật Bản, ba hồi nước này nước kia, nhưng mà các em chưa tìm được cái niềm tự hào là các em là con rồng cháu tiên, các em mang dòng máu của một cái dân tộc rất tuyệt vời, đó là dân tộc Việt Nam chúng ta. Và Kelly nói đây cũng là, Kelly cũng là cái người thấy hổ thẹn luôn. Tại vì hồi xưa Kelly lớn lên ở đây từ bé, Kelly cũng nghĩ theo các em như vậy. Tại vì Kelly chưa có dịp tiếp xúc và gần gũi văn hóa và dân tộc Việt Nam, cho nên Kelly cứ nghĩ rằng tất cả những sắc tộc khác tuyệt vời, trong khi Việt Nam mình quá tuyệt vời mà mình không biết. Nhưng mà may mắn cho Kelly á, thì Kelly nhiều cơ duyên tham gia được những sinh hoạt cộng đồng, cho nên dần dần Kelly học hỏi thêm về
văn hóa Việt Nam thì Kelly đã tìm được cái niềm đam mê và niềm tự hào của dân tộc trong trái tim mình. Và bây giờ Kelly dành thời gian và cống hiến thời gian của mình để làm thiện nguyện cho cộng đồng. Nhưng mà có rất nhiều em lớn lên ở đây, sanh đẻ ở đây, mang dòng máu Việt mà các em không có dịp tiếp xúc để hiểu thêm về văn hóa, thì dần dần các em sẽ quên đi cái nguồn gốc, cội nguồn của mình, và các em có thể thậm chí deny họ là người Việt nữa. Thì đó là, đối với Kelly đó là một cái điều rất là đáng buồn. Cho nên qua những cái tổ chức hoặc là qua những cái sự kiện văn hóa không riêng gì khác với Việt Nam, mà những cái chương trình của làng dưỡng lão, của Sài Gòn Park, của chùa, đó là vài cái tổ chức mà Kelly biết có ở đây á, thì tất cả cũng là mong muốn duy trì và quảng bá văn hóa Việt Nam. Thì mình cho con em mình tham gia những cái sinh hoạt cộng đồng để cho các em học hỏi và biết thêm về dân tộc Việt Nam mình. Thì các em sẽ một ngày nào đó có thể cũng như Kelly sẽ tìm được cái ngọn lửa, cái hào khí Việt Nam trong tim, để mình dùng cái khả năng và cái thời gian và cái khôn ngoan của mình để cống hiến lại cho dân tộc, đất nước Việt Nam của mình. Rồi, nãy giờ nói nhiều quá. Các bạn nào mà các bạn mà ngồi nghe cho tới giờ cuối á, thì Kelly xin chân thành cảm ơn nhé. Kelly nói chuyện không có duyên, nói thẳng, cho nên vì thế có mà nói gì các bạn nghe không lọt tai thì xin bỏ qua cho nhé. Nhưng mà hy vọng là các bạn hiểu được cái ý của Kelly, là Kelly chỉ mong người Việt chúng ta cùng chung tay xây dựng dân tộc Việt Nam của chúng ta ở khắp mọi nơi. Riêng Kelly thì ở Toronto, Canada, nhưng mà chúng ta cùng chung tay xây dựng Việt Nam, dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, để chúng ta chia sẻ lại cho thế hệ sau, con cháu của chúng ta, và qua đó chúng ta cũng chia sẻ đến các bạn quốc tế, các bạn trên thế giới với niềm tự hào dân tộc Việt. Đó là cái điều Kelly mong muốn. Giống như hồi thứ Bảy á các bạn, Kelly đi cái sự kiện mừng Ngày Quốc tế Phụ Nữ, thì nó tổ chức ở chỗ Japanese Cultural Center. Thì đó là một cái trung tâm văn hóa của người Nhật ở Scarborough, cách Kelly ở khoảng 40 phút. Kelly bước vô cái Community Cultural Center của người Nhật mà Kelly, nghĩa là Kelly, xong rồi nó đẹp quá, và Kelly cứ thầm nói với ba với anh Nhật. Kelly nói, ước gì trước khi con nhắm mắt, con về với ba và anh Nhật, con có thể thấy được cộng đồng Việt Nam mình có được một cái trung tâm văn hóa như vậy ở thành phố Toronto. Cộng đồng chúng ta ở đây, theo Kelly được biết là 40 mấy năm rồi, mà cứ thường thường là đi mượn, đi thuê những cái trung tâm văn hóa của những nước khác, trong khi Việt Nam mình lại không có. Và Kelly thấy rất là buồn. Thế hệ của Kelly không có thì thôi đành chịu đi. Nhưng mà Kelly rất mong thế hệ con cháu và con cháu đời sau của dân tộc Việt Nam chúng ta ở thành phố Toronto sẽ có được một cái trung tâm văn hóa Việt Nam như Japanese Cultural Center vậy, để các em có thể đến đó sinh hoạt, để người Việt mình có một cái nơi mà chúng ta có thể triển lãm những cái văn hóa để cho người nước ngoài hay là những người sắc tộc khác đến để admire, để mà giống như nếu mà ngày nào đó mà một em người Ấn Độ đi bước vào một cái trung tâm văn hóa Việt Nam, mà em đó cũng có cái cảm giác như Kelly khi thứ Bảy vừa rồi bước vào cái trung tâm văn hóa người Nhật, thì Kelly sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm các bạn. Và Kelly biết là cái ước mơ đó nó xa tầm tay với, và chi phí rất là tốn kém. Kelly rất mong là có anh chị, cô chú, các bác hay là em nào mà
có thể vận động được, hoặc là có thể không biết cách nào đó để mà làm được. Nhưng mà nếu mà có thể làm được, Khali mong là trước khi Khali chết, Khali có thể thấy được một cái Vietnamese Cultural Center mà được như cái của Nhật Bản. Người Nhật mà Khali đi thứ bảy vừa rồi thì Khali chết cũng nhắm mắt, thiệt đó các bạn. Cho nên mỗi lần mà mình đi tham dự những cái chương trình đa văn hóa, mình thấy những cái hay của những người dân tộc khác, mình rất là ao ước là cộng đồng Việt Nam và dân tộc Việt Nam chúng ta cũng được như vậy. Cho nên thì đó, thôi không nói nữa nhé. Chúc các bạn một buổi tối an lành. Lần này là nói bye bye thiệt chứ không có kể nữa đâu. Mỗi lần mà nói tới cái gì mà dân tộc, cộng đồng hay là thiện nguyện hay là trẻ em là Khali nhiều, tại vì trong mười mấy năm nay Khali thấy quá nhiều thứ, trải nghiệm quá nhiều thứ, tiếp xúc quá nhiều, trong đầu của Khali có quá nhiều điều để nói, cho nên nói dài mà nói hoài không hết, cho nên cũng phải biết điểm ngừng đó. Cho nên nói tóm gọn lại cái video này, xin nhắc nhở các bạn, hiện giờ Facebook của Khali đang nghe đồn, không phải nghe đồn không, mà có vài anh chị có nhắn tin cho Khali biết là Facebook của Khali đang bị hack. Cho nên nếu mà các anh chị là friends của Khali ở trên Facebook mà có bị ai nhắn tin hăm dọa, lừa gạt cái gì đó mà mạo danh Khali thì các anh chị em và cô chú các bác cẩn thận nha. Và riêng các anh chị em cũng nên thông báo cho người thân, friends của mình biết ở trên Facebook. Tại vì có, ví dụ mẹ Khali đi, không rành mấy cái này hay là gì của Khali, hay là những cô chú các bác mà không biết về những cái hacker này, không biết về những cái lừa đảo này, thì họ dễ bị gạt lắm. Khali có biết một sơ nha, là một người nữ tu. Khi mà Khali đi về Việt Nam, Khali có biết có sơ, có thầy bị gạt, bị lừa tiền, không phải lừa tình, lừa tiền qua Facebook, vì họ không biết về những cái scam, những cái lừa đảo này. Cho nên các bạn xin cẩn thận nha. Thứ nhất là cẩn thận cho cái Facebook của Khali. Khali không muốn các anh chị em, cô chú các bác bị bất cứ thiệt hại gì, cho nên Khali phải làm cái video nói rất rõ. Và đồng thời cô chú anh chị nên thông báo cho, nếu mà được thì làm một cái video livestream này nè. Tại vì chỉ thấy livestream nó phải trực tiếp, nó phải là live, cho nên nó khác với cái bài post, cái bài viết. Có thể là một người hacker họ viết cũng được, nhưng mà khi mà nói live như vậy thì chắc cũng không, AI hay là hacker chắc cũng chưa văn minh tới vậy đâu hả. Họ có thể giả giọng, nhưng mà vừa thấy mặt vừa nói, thì Khali nghĩ hacker và AI, hệ thống mạng hay là technology chưa tới mức đó, hy vọng là chưa tới mức đó. Cho nên các bạn nên làm một cái video như thế này để warning cho gia đình, bạn bè của mình biết, phải cẩn thận. Tại vì bây giờ xã hội gặp khó khăn, kinh tế hơi khó, cho nên tội nghiệp mấy người hacker, mấy người lừa đảo, họ không có cách nào khác để kiếm ăn kiếm sống, cho nên họ phải tìm những cái cách này. Thì mình cũng đừng trách và cũng đừng chửi họ, chi cho nó mất đi cái sự bình an trong tâm hồn. Mình cứ biết như vậy, mình cân nhắc, mình khôn ngoan, mình xử sự và mình thông báo cho người thân mình để họ biết là đủ rồi. Còn đời có nhân quả, ai làm gì đó thì để Chúa lo, mình lo cho bản thân mình đi. Thì chia sẻ với các bạn như thế, thì xin chúc mọi người luôn bình an, cẩn thận và không bị gì nhé. Rồi, xin chào, bye bye.